Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô cần câu nha anh em, cần câu 2 khúc 3 khúc. Thì lô này có tổng cộng là 11 cây. Cần tất cả đều là cần carbon, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thêm lên cây thứ nhất cho mọi người xem khảo nha. Cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây đai qua nha anh em, đai qua cán mái chèo đây. Đó. Thì hàng này là hàng carbon sóng quăng nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Phen là phen Fuji sứ dạ quang nha anh em, bát là bát Fuji đó, tam hoàng. Phen này thì cây này cây dùng nước anh em, nên bộ phen nó rất là ok nè, chưa bị mối ăn luôn đó. Hàng còn rất là đẹp nha anh em, tất cả đường quăng đường chỉ thì còn rất là ok nha. Cây này là một cây Viking cứng 30 dài 2m1, đọt là đọt tháp nha người, đọt tháp. Phen là phen Fuji dạ quang nha, đọc là tháp phen Fuji dạ quang. Tem hoàng xuất nhật nha mọi người, tem là địa nha. Hàng còn rất là mới nha mọi người. Cái này thì cứng 30 và 21, chị nhà em đánh trên ghe, trên bè, trên tàu. Câu lăng xê, câu cháp, câu hành. Cái này là câu đa thể loại rồi, đánh nhẹ nhẹ. Đây, cái này nặng chỉ 220g thôi, đọt 2 ly 3, giá công khai là 800k nha mọi người. Cái thứ nhất là 800k, hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Cái thứ nhất 800k còn ship nha. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây tay qua Kentucky đời đầu. Đây, khúc này nó bị chóc sơn một tí nha anh em. Thì căn gỗ này còn nhìn còn khá là ok nha anh em. Quăng thì còn bát là bát Fuji tem hoàng, phen là phen Fuji dạ quang nha mọi người. Càng ngoại hình còn rất là ok nha. Cây này cứng 50 và 21, anh em đánh lăng xê thì lấy cây này đánh cũng rất là ok nha, đánh lăng xê câu tra câu chép đó, câu trên bè trên ghe. Phôi đời đầu thì nó rất là dày nha anh em, anh em khỏi đánh yên tâm. Tem sức chừng thì tất cả đều ok hết, không lỗi lầm gì hết. Phen Fuji dạ quang nha anh em, bộ phen còn rất là mới nha anh em. Rồi kể cho anh em xem. Bù nè, bù dạ quang luôn. Kentucky cứng 50 và 21. Càng ngoại hình nhìn chắc là ok nha mọi người. Thì cây này nặng là 320g, đọt 2 ly 7, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Độ cứng 50 và 21. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần Olympic nha anh em. Olympic thì cây này sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji Seed, bát là bát Fuji. Cây này cứng 20, dài 3m. Thì dạng này giống như là anh em đánh Hachi rồi, dạng này giống như là dạng cứng hạng Hachi rồi anh em. Lên cá là uống cái đọt công hình chữ C luôn đó. Thì phen là phen Fuji hết nha anh em, phen Fuji Seed hết nha. Nhìn cực kỳ bóng nha anh em. Nguyên dạng Fuji Seed luôn, còn cực kỳ mới nha anh em. Bù Seed luôn nha. Ngoại hình cây này còn khá là rất là ok nha mọi người, cứng 20 dài 3m. Anh em câu cảm giác đánh thanh đánh cháp, câu chép lấy cái này đánh cực kỳ ok nha. Một số anh em câu chê á, lấy cái này đánh bao cảm giác luôn. Phần này là phần cán bằng nó chưa bóc cái vỏ cái miếng ni lông ra luôn nè, ở dưới đây cũng vậy luôn. Càng ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Nguyên dạng phen Seed nè, nhìn cực kỳ ngầu luôn nha anh em. Phen Seed này thì đánh rất là tốt nha anh em, nó giảm độ ma sát so với cước nha anh em, so với phen thuần. Thì cây này cứng 20 dài 3m, cây này hàng của Olympic nha mọi người, hàng Olympic. Thì nặng là chỉ có 315g thôi, đọt 2 ly 5, giá công khai là 700k nha anh em, 700k cộng ship. Cần ngoại hình cực kỳ đẹp nha, đó. Phen cực kỳ dày luôn. Đánh bao cảm giác nha. Cây số 3, giá 700k cộng ship. Cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây hàng Olympic nha anh em. Olympic, phen vẫn là phen ship luôn nha anh em, nhìn bộ phen nè. Khỏi chê luôn. Thì cây này vẫn là cây cắn bằng thôi, cắn bằng
Bát tà bát thu si tam vàng. Cây này cứng 50 dài 3 mét đó, cứng 50 dài 3 mét cần 2 khúc. Hàng này ô hàng Olympic nha nè mọi người, hàng Olympic. Fan cũng là fan ship nha mọi người, fan ship luôn. Tới ngọn nha mọi người, đó, nguyên bộ luôn, bô cũng là bô ship luôn. À, ngoại hình nhìn khá là ok, đó, xuất sắc ít. Fan nè. Thì cán bằng đây nó bị chóc một lớp bên đây, chóc lỗ nhỏ này nè, không ảnh hưởng gì nha mọi người. Ngoại hình nhìn rất là ok. Cây này 3 mét cứng 50 thì chia cho anh em đánh lăn xe, đánh cha, đánh chép. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Anh em đánh cha, đánh chép, câu lăn xe, lấy cái này về câu khỏi chơi. Cực kỳ đẹp nha anh em. Dạng này nó rất là dịu nha anh em, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Thì cây này nặng là 440g, đọt là 3 ly 3, giá công khai là 700k luôn nha mọi người. Kệ số 4 giá 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần Ryobi nha mọi người, cần Ryobi. Thì ngoại hình còn khá là ok, nó xuất sắc ít, mà nó rỉ sét một tí nhưng mà còn rất là chắc nha mọi người, yên tâm. Cây này vẫn là cây chất liệu carbon nha anh em, carbon, bát là bát Fuji tam hoàng, xe ben luôn. Cây Ruby này nội địa nha. Fan lên nè, fan nó bị rỉ sét một ít đây. Yên tâm, đánh vô tư, cực kỳ chắc nha mọi người. Hôm kia họ câu xong họ quên vệ sinh đó. Cực kỳ chắc nha. Thì cây này được cái là cái bullshit thôi nha mọi người, bull là bullshit thôi. Bullshit mà chè. Thì cái này quẳng cứng 30, dài 3 mét. Ryobi, hàng nội địa. Tem đầy đủ nha anh em. Xe bên. Khỏi chạy đâu hết. Ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Anh em về dạng giống như cặn dẻo dẻo này nè, anh em về đánh thanh đánh cháp cũng cực kỳ ok nha anh em, đánh thanh đánh cháp đánh trên bến cảng tàu bè, bến cảng tàu thuyền á. Ngoại hình cũng còn rất là đẹp, có phen nó hơi bị xấu tí thôi đây nè. Nhưng về đánh yên tâm bộ tư nha. Thì cái này cứng, cái này 3 mét, cái này 3 mét nặng 230g, đọt 2 ly, giá công khai cũng là 700k nha mọi người. Cây số 5 giá 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần Ryobi nha mọi người, Ryobi nội địa. Cây này chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em, nguyên lô này em lên là nguyên lô carbon. Cây này là cây 3 khúc. Cây này cứng 30, dài 3m3, 3 khúc. Ngoại hình có xuất sắc anh em, fan thì là ok hết nha. Carbon sáng chìm, fan là fan ok hết. Tem nội địa. Cứng 30 thì chị em đánh cảm giác rồi, câu lăn xe, câu chép, câu cha. Thì cây này cứng 30, dài 3 mét, nặng là 315g, đọt là 2 ly, giá công khai khoảng là 700k nha anh em. Đó, cây số 1, 2, 3, 4, 5, cây số 6 khoảng là 700k nha mọi người. Đó, ngoại hình còn rất là ok nha. Cây số 6, 700k, 3 khúc, 3m3, cứng 30. Hàng vẫn là hàng carbon nha anh em, carbon sáng chìm. Đánh cảm giác thì rất là cảm giác luôn nha anh em, bao phê. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây, vẫn là một cây cần của Ryobi luôn. Cây này cán đề cao 3 khúc. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đây, hàng Ryobi nha mọi người, Ryobi. Mã code xuất nhật đầy đủ nha.
Cái này dài 3m6 cứng 30 nha mọi người, dài 3m6 cứng 30, đem sức đầy đủ. Ngoại hình rất là ok nha mọi người. Đây, các đầu nối này nó là kim loại, nó bị ten tí thôi, không ảnh hưởng gì. Hai cũng ok. Đọt này cứng chỉ 30 thôi nha anh em, 30, 3m6 anh em đánh tra đánh chép, câu hành câu tráp rất là ok nha, câu trên cầu tàu đó. Đó. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 1.7 ly. Dạ, cứng 30, giá công khai là 800k nha mọi người. Đó, cây số 7. Cây số 8. Giá công khai là 800k nha mọi người. Đây, 3m6. Cây số 7 giá công khai là 800k nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây Naruhito. Naruhito thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Carbon Naruhito. Cây này cứng 50, dài 3m3. Thì chất liệu là chất liệu carbon. Bass là bass Fuji, fan là fan Fuji Seed nha mọi người. Fan Fuji Seed cực kỳ bóng luôn nha. Cây này cây nội địa với anh em 100% nha anh em. Ngoại hình có xuất sắc DT nha anh em, ngoại hình có xuất sắc DT. Fan Seed hết nha mọi người, fan Seed nha. Cây này cây fan Seed. Nè, thấy không? Rất là bóng luôn nha, đen xì lì luôn. Bù xét luôn. Đây, chỗ này nó bị xét tí nhưng mà còn rất là chắc nha nè. Fan mà có nhúc nhích thì anh em trả vào cho em nha. Chất liệu carbon Naruhito nội địa Nhật, cứng 3, cứng 50, dài 3m3. Cứng 50, dài 3m3. Fan Seed. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 2.1 ly, cứng 50, giá công khai là 900k mọi người. Cây số 8 giá công khai là 900k nha anh em, fan lên em, nhìn cực kỳ đẹp nha. Đó, đánh rất là ok nha. Ra cước cũng nhanh nè, thu cước vô thì nó giảm độ ma sát của sau cụm cước á. Đọt cứng 50 nha mọi người. Đây, cây số 8, 900k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Giờ vào đây. Cây số 9 em lên cho mọi người quẩn đồng một. Là một cây cần RGB nha anh em, RGB nội địa. Đó. Cây này là cây sắn hai da nha mọi người, sắn nổi quăng luôn hai da. Đây fan nó có bị ten tí đây. Đó, mà không ảnh hưởng gì đâu. Bao anh em luôn, bao chắc luôn. Đây. Sắn hai da anh em mới thấy này. Đó. Sắn là sắn cuồn cuộn luôn. Tên tí nha nè. Phen nó dạng giống như là phen gold đó nè, phen gold nó sơn vàng vàng nè. Sắn nè nè, sắn nổi quăng luôn. Em có thể thấy. Sắn nổi cực kỳ đẹp nha anh em. Anh em. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Nó có ten, có phen thì nó bị ten tí thôi. Đó. Bán hàng chịu khó soi cho anh em xem. Thì cây này là 3m3, độ cứng cây này ra tầm khoảng 80 nha anh em. 50-80. Độ cứng ra tầm 80 nha nè, độ cứng 80. Thì cái này nặng là 550g. Mà cái gốc này nè, gốc này gốc đối trọng. Cái gốc này em căng thông là nặng 400g này. Đọt là 2.4 ly, giá công khai là 900k mọi người. Dài 3m3, 3 khúc, cứng 80. À, giá công khai là 900k. Cây số 9. Cây số 9 giá công khai là 900k mọi người. Fan còn rất là đẹp nha. À, tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây Holy Lock. Đây qua Holy Lock. Cây này là cây carbon wicker, hàng hai da. Cực kỳ đẹp nha anh em, tem sức đầy đủ nha. Hai da sáng nhất nha anh em.
sáng ghét từ gốc đến ngọn luôn. Tập quan viết cơ đó. Trắng cực kỳ đẹp như này, phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji, bát Fuji, bu là bu xít mọi người, bu xít, phen Fuji, bát Fuji, carbon hai da, sáng ít nè, anh em thấy đang chặn chịch luôn. Cây này dài 3m cứng 30 nha mọi người, dài 3m cứng 30, ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nha, 93%. Bát là bát đời cao, bát tay qua luôn, để tay ở đây nè, cầm rất là vừa tay luôn nha mọi người. Để cái gù này nhìn cực kỳ đẹp nha. Lóc tay qua, cái miếng này còn mặc miếng ni lông luôn. Thì cây này nặng là 350g, đọt 2 ly, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Cứng 30, dài 3m3, anh em câu chép, câu lăng xê, câu cha, đánh chê, lấy cây này đánh rất là cảm giác nha. Sắn hai da từ gốc đến ngọn luôn. Rồi, giá công khai là 1 triệu anh em, cây số 10, giá công khai là 1 triệu. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 1, cây cuối cùng. Cây số 1, cây cuối cùng, một cây full hợp nha anh em, full hợp, full túi luôn. Thì cây này sẽ cứng 30, dài 3m3, 3 khúc. Đầu cứng nó sẽ đi từ 50 đến 100 nha nè. Dài 3m3, thu gọn là 116cm, 3 khúc. Nặng là 350g. Đọt là 1.8, góc là 25.4mm. Mã code đầy đủ nha nè. Phun hợp nha. Cây này ngoại hình còn cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Cực kỳ xuất sắc luôn. Tay qua hơi lắc. Tem Nhật đầy đủ nha anh em. Đây. Thì dạng này là dạng carbon hai da nha anh em. Bát fan là bát Fuji tem vàng nha. Dạng này carbon hay da, cái này ngoại hình tầm khoảng 95% nha anh em, 95%, nó có xuất sắc đi ti do trong quá trình vận chuyển. Fan là fan Fuji luôn nha mọi người, fan Fuji carbon hay da, cái này được sản xuất tại Taiwan, xuất thị trường Nhật nha anh em, cứng 30 dài, cứng 50 dài 3m3, hàng hay da cực kỳ đẹp luôn, ngoại hình còn rất là xuất sắc nha mọi người. Anh em câu cây này chia nhanh em lăng xê rồi hả, cứng 50 là chuẩn thông số lăng xê luôn, câu lăng xê, câu tra, câu chép, đánh cá chê, câu chim. Rồi, giá công khai cây cuối cùng full hợp full túi luôn, ngoại hình tầm khoảng 95%, giá công khai là 1.3 anh em, cây cuối cùng 1.3 cộng xếp nha, hàng carbon hai da cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi đó, tổng cộng 11 cây cần em ra cho anh em hôm nay, nếu anh em ưng cây nào thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.